Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay là ngày 19 tháng 5, 2021. Ngày 19 tháng 5 cũng là một ngày hội của dân tộc khi tưởng nhớ tới Bác Hồ nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác 1890-2021. Có thể nói ngày hôm nay rất nhiều người sẽ tưởng nhớ đến công ơn của Bác Hồ. Và trong cái mùa đại dịch này thì có lẽ là lăng Bác cũng không có hoạt động, cho nên là nhiều người không có cơ hội để đến viếng lăng Bác. Nhưng là một người sống và làm việc ở Việt Nam thì tôi biết rằng ở khắp nơi người ta luôn luôn nghĩ về công lao của Bác Hồ. Và tất cả những cái niềm tin đó đã thể hiện trong cái sự người dân Việt Nam hiện nay rất là đồng lòng, đoàn kết với nhau theo cái tinh thần của Bác Hồ, là khi chúng ta đã có được độc lập, đã có được tự do và thống nhất đất nước thì tất cả những cái việc đó bây giờ chúng ta phải hỗ trợ nhau, đoàn kết với nhau để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tốt hơn. Câu chuyện mà buổi sáng hôm nay Trường Nguyễn muốn xin được chia sẻ với quý vị là chúng tôi muốn phân tích và có thể chia sẻ thêm những cái suy nghĩ của mình qua bài viết của luật sư Hoàng Duy Hùng ở Mỹ. Và thưa quý vị, như mọi người được biết là ngày hôm qua, ngày 18 tháng 5, trên báo Nhân dân đã có một bài viết của anh Hoàng Duy Hùng. Và chúng tôi trên kênh Việt Nam Today, Lê Lê đã diễn đọc lại. Và bài viết này nó cũng gây rất nhiều những cái niềm cảm xúc ấn tượng cho khán giả của Việt Nam Today sau khi được đưa lên. Kính thưa quý vị, bài viết này nó đặc biệt và tôi hôm nay muốn được chia sẻ thêm với quý vị và đồng thời cũng tương tác với lại quý vị khán giả thêm một vài cái suy nghĩ của cá nhân tôi. Thưa quý vị, bài viết của luật sư Hoàng Duy Hùng hôm qua mang tựa đề là "Sự thật luôn sáng chói để mọi người chiêm ngưỡng". Với có một ngày thôi nhưng đã có 42.000 lượt người xem. Có thể nói rằng đây là một bài viết mang lại cái kỷ lục cho cái sự tương tác của khán giả của chúng tôi từ khi lập kênh Việt Nam Today cho tới nay. Tức là có 1.900 người yêu thích cái bài viết này và đã có 582 comment ý kiến liên quan tới bài viết. Và bài viết còn tiếp tục hơn thế nữa. Thưa quý vị, tại sao một cái bài viết lại được nhiều người quan tâm như vậy? Tại sao so với những cái bài viết khác của luật sư Hoàng Như Hùng được mọi người yêu mến và động viên anh nhiều như vậy? Đây là cũng là một cái tâm tình có thể nói rằng luật sư Hoàng Duy Hùng với cái sự chân thành đã khẳng định cái vị trí lòng yêu nước của mình đối với bài viết này. Và trước khi đi vào phân tích một chút về cái bài viết thì tôi xin nêu ra một số những ý kiến của quý vị khán giả đã tương tác trong cái bài viết này. Như tôi đã nói là gần 600 cái comment thì tôi không thể đọc hết được. Trong đó thì tôi xin chỉ có nêu một số những cái comment gần nhất cách đây khoảng 30 phút, 1 giờ để cho quý vị được thấy được cái suy nghĩ của luật sư Hoàng Duy Hùng đã chạm đến tấm lòng của quý vị khán giả. Chúng tôi chỉ nói trên riêng kênh của Việt Nam Today thôi, còn những cái kênh khác và những khán giả của ngay chính của Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng cũng có rất nhiều những ý kiến của anh. Tôi xin được nêu một số những cái ý kiến như sau. Cách đây một giờ như là khán giả Nguyễn Mai đã nói rằng Hoàng Duy Hùng ngày càng vững vàng, không có thế lực nào bôi nhọ được luật sư Hoàng Duy Hùng. Mong chú phát huy mạnh mẽ hơn. Hãy quên đi những thế lực ngày càng đêm chống đối rồi sẽ phải qua hết. Vì một sự thật, lòng yêu nước của chú, chúc chú sức khỏe. Của khán giả Phiêu Nguyễn. Bài viết này hay quá,
nói lên chân thành và lôi cuốn người nghe. Mong anh nghỉ hưu về với đất mẹ và bà con, anh sẽ sống trong tình yêu thương của mọi người. Có rất nhiều những cái ý kiến rất ngắn nhưng mà đều bày tỏ cái sự gọi là rất là ủng hộ luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà như là của ý kiến của anh James, con người của luật sư Hoàng Duy Hùng mang tố chất của một nhà chính trị, một chính khách, có lòng yêu nước nồng nàn. Rất tiếc cả đời cống hiến cho một lý tưởng sai lầm và khi nhận ra thì tuổi đã xế chiều. Nhưng mong luật sư sẽ được đất nước ghi nhận những cống hiến trong phần đời còn lại. Ủng hộ luật sư. Điều này nó nói lên cái gì? Tôi thấy là những ý kiến của khán giả họ viết cũng rất dài, có nhiều ý kiến dài lắm, tôi nghĩ là phải bỏ rất nhiều cái suy nghĩ để mà viết những cái comment như vậy. Do đó là tôi rất trân trọng những ý kiến đóng góp mà tích cực, thiện chí dành cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Và cũng có nhiều cái ý kiến là đóng góp cho luật sư Hoàng Duy Hùng một cách coi như là thiện chí và cũng phê bình luôn những cái ý kiến, để qua đó chúng ta thấy rằng khán giả của Việt Nam Today luôn luôn tạo cái điều kiện để cho những người con quay về để có thể thấy được cái sự tấm lòng chung của những người trong nước như thế nào. Ví dụ như là khán giả Dũng Lương Tuấn cách đây 9 giờ: cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng đã có những suy nghĩ tích cực về Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch, đã thể hiện qua ngòi bút. Hiện tại cứ gọi là chân thành đi. Tuy nhiên đi lâu mới biết đường dài, mong luật sư Hoàng Duy Hùng sẽ được kết quả như điều đã nói. Nói điều trên với luật sư Hoàng Duy Hùng là vì hiện nay có những kẻ chống đã 46 năm không làm gì được Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam nên dần thay đổi hình thức đấu tranh chống đối, từ bộc trực nói xấu ra mặt, các hành động tội ác phá hoại kiểu xoa dịu để mua chuộc, thuyết phục đánh lừa dư luận, hợp lý hóa cho việc chống đảng, phá đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và rất nhiều những ý kiến thông qua cái bài viết của luật sư Hoàng Duy Hùng để khẳng định cái tình cảm của người dân Việt Nam đối với lại Bác Hồ. Như là ý kiến của khán giả Văn Ngà Đỗ cách đây 10 giờ: bài viết về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, của anh luật sư Hoàng Duy Hùng rất đúng. Chính những người Mỹ yêu chuộng hòa bình, họ cũng nói về Bác Hồ kính yêu rất nhiều. Có một phụ nữ Mỹ tìm hiểu về Bác khi Bác sang nước Mỹ tìm kiếm con đường cứu nước, rồi sang Pháp, sang nước Nga. Sau này đất nước thống nhất, bà còn bỏ tiền túi ra đi nhiều nước rồi qua Việt Nam để nghiên cứu về cuộc đời Bác. Đất nước ta từ ngàn năm trước cho tới ngày nay luôn có người tài giỏi để lèo lái con thuyền cách mạng mà Bác Hồ kính yêu đã chọn để đưa đất nước tiến lên dân giàu nước mạnh như lòng Bác hằng mong muốn. Chỉ tiếc một điều là Bác không được thấy ngày đất nước thống nhất. Nhưng những gì Bác nói và tiên đoán thì ngày nay đúng như những gì Bác đã hằng mong mỏi. Việt Nam giờ có được người xếp vào hàng tỷ phú US dollar của tạp chí nước ngoài bình chọn sắp tới, và thủ đô Hà Nội có tàu điện ngầm, và thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Hy vọng khi anh tức là anh Hoàng Duy Hùng về thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến công trình được khánh thành. Khi đó anh tha hồ gọi tên Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc chúng ta. Đây là một ý kiến cũng khá dài phải không quý vị? Và như chúng ta thấy là luật sư Hoàng Duy Hùng qua cái bài viết ngày hôm qua là sự thật sáng chói, sẽ để cho mọi người chiêm ngưỡng đó, cũng nói lên được cái tâm tình của anh. Và tôi có trao đổi với Lê Lê sau khi bài viết mà Lê Lê đọc cũng rất cảm xúc. Cô ấy cũng đã phải dừng đôi ba lần vì cái cảm xúc nó dâng trào. Thưa quý vị, chứng tỏ rằng cái sự chân thành của luật sư Hoàng Duy Hùng, nhất là ở cái đoạn cuối khi mà anh đã khẳng định những cái suy nghĩ, nhận thức của mình thay đổi như thế nào, và anh đã cúi mình để mà
xin lỗi Bác Hồ cũng giống như Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa. Và anh nhấn mạnh cái việc anh phủ định, loại bỏ tất cả những cái gì tư tưởng trước đây một lần nữa qua những cái bài viết của anh từ tiếng Việt cho tới tiếng Anh, nói một cách khác là đoạn tuyệt cái quá khứ để anh hướng về tương lai. Và cái nhận thức này có thể nói là vô cùng sâu sắc. Không những chỉ thực hiện qua cái bài viết không, mà hôm qua ngày cũng sau đó, sau khi mà Việt Nam Today đọc và đưa lên một số giờ, thì anh Hoàng Duy Hùng lại tiếp tục làm một cái clip nữa để nói về cái suy nghĩ của anh. Và anh cũng đã dùng một số những cái hình ảnh và những cái ý tưởng trong cái suy nghĩ của anh về tôi. Tức là anh nhắc tới cái bài viết mà tôi đã viết trên Báo Nhân Dân là 46 năm tôi đã sống được bình an ở quê hương. Đó là bài viết nhân dịp 30 tháng 4 vừa qua của tôi. Cái điều chia sẻ của luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi rất là cảm động, là bởi vì hình như trong lòng anh cũng đang có cái sự khao khát muốn trở về được sống bình an ở trong lòng quê hương đất nước, trong lòng quý vị khán giả yêu thương anh luật sư Hoàng Duy Hùng. Khi nói tới điều này thì quý vị nghĩ rằng khi cái sự trở về của những người con có một cái quãng thời gian khá dài, đã có những cái suy nghĩ lệch lạc, sai lầm, không đúng đắn với lại những vị như là Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là Đảng Cộng sản Việt Nam, dễ dàng không phải như vậy. Cái sự thay đổi nhận thức của một con người như luật sư Hoàng Duy Hùng và kể cả tôi cũng đầy cái sự trăn trở khó khăn. Không biết giải thích như thế nào, nhưng mà thưa quý vị, hiện nay đất nước Việt Nam của chúng ta trong một cái xu thế hết sức là tốt đẹp và dang rộng vòng tay ra để đón những người con xa trở về. Và qua nghị quyết 36 cũng giống như là chỉ thị 45 đã giúp cho những người con của chúng tôi xa tổ quốc có những cái suy nghĩ như vậy, phải vượt trở về, giống như là những con cá vượt vũ môn, phải quay về với đất nước và phải bỏ lại sau lưng có rất nhiều những cái hệ lụy. Chúng tôi cũng không muốn nói nhiều hơn nữa, bởi vì cái sự trở về của luật sư của Hoàng Duy Hùng đầy cái sự trăn trở khó khăn. Nhưng mà không phải là luật sư Hoàng Duy Hùng chỉ có một mình anh đâu. Như cái sự quan sát của tôi và chính lời tâm sự của luật sư Hoàng Duy Hùng vào buổi tối ngày hôm qua, anh em chúng tôi cũng có sự trao đổi với nhau, đánh giá về cái nhận thức của mình. Tôi sau một loạt những cái tin nhắn thì tôi nghĩ là chắc là phải trao đổi thêm với anh Hùng qua cái Messenger, và anh em chúng tôi đã có những cái sự tương đồng cảm xúc với nhau về cái bài viết của anh và cũng giống như của tôi. Hôm nay thì tôi muốn được chia sẻ bằng lời những cái điều mà anh em chúng tôi đã trao đổi với nhau. Theo luật sư Hoàng Duy Hùng cho biết thì cái việc mà lên tiếng khẳng định lòng yêu nước của anh gần đây cũng đã giúp cho rất nhiều những người trẻ, không riêng gì ở Mỹ mà ở Úc và ở Canada, ở nhiều nơi ở ngoài nước Việt Nam, đã có những cái sự thức tỉnh, thay đổi suy nghĩ khác hơn về đất nước Việt Nam. Luật sư Hoàng Duy Hùng cũng đã có những cái cuộc trao đổi trực tiếp với những thế hệ trẻ sau anh, trong đó kể cả có con cháu của anh, có cả những người cháu ở khắp nơi. Trước đây thì khi mà luật sư Hoàng Duy Hùng sau khi mà treo cờ Tổ quốc lên vào năm ngoái, 30 tháng 4 năm ngoái, thì cũng có những người cháu đặt những cái vấn đề về mặt nhận thức, về mặt lý tưởng đối với luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng dần dần qua những cái điều mà anh bày tỏ ở trên kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng về tấm lòng yêu nước của anh, thì các cháu của anh dần dần họ cũng đã hiểu ra. Và đây cũng là một cái điều mà phải nói rằng rất tích cực, bởi vì luật sư Hoàng Duy Hùng đã chia sẻ với các cháu và các khán giả của mình cái nhận thức của mình từ cực đoan qua vấn đề yêu nước và muốn đóng góp một cái điều gì đó, đã giúp cho các cháu
thấy được một cái sự thật mà xưa nay các cháu đang bị u mê, đang bị tuyên truyền hoặc là đang có những cái sự lầm lỡ, không nghĩ đúng về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái cơ hội mà từ cậu cháu, chú cháu chia sẻ, thậm chí và có khi phải tranh luận những cái thông tin, những cái kiến thức mà các cháu học từ nước ngoài, cũng không khác gì luật sư Hoàng Duy Hùng khi năm 13 tuổi rời khỏi quê hương đất nước, đã bị hấp thụ bởi những cái thông tin không đúng đắn, không chính xác. Và bản thân tôi cũng vậy, khi rời Việt Nam vào tháng 10 năm 1988, năm đó mặc dù tôi cũng đã 22 tuổi rồi, nhưng nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái thời điểm đó đối với tôi nó cũng rất mơ hồ, và những cái thông tin sai lạc, nói không đúng về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên nước ngoài thường xuyên được nhồi vào đầu cho tôi, cũng giống như luật sư Hoàng Duy Hùng và thế hệ trẻ ở ngoài hải ngoại. Cho nên là có thể nói rằng khi mà đã nhận thức ra được cái vấn đề, thì cái việc mà luật sư Hoàng Duy Hùng nói hiện nay tích cực về quê hương đất nước, nhận thức đúng đắn về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ giúp cho anh có được cái sự trở về một cách thanh thản, thoải mái, và đánh giá được cái công lao lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lại dân tộc như thế nào, mà còn giúp cho cả những người trẻ. Ở đây tôi xin chia sẻ một chút là những người trẻ thuộc mà cái thành phần giống như anh em chúng tôi, là con của cựu sĩ quan bên phía Việt Nam Cộng Hòa, khi ra hải ngoại thì luôn luôn mang trong lòng những cái suy nghĩ hết sức là tiêu cực, khác biệt về chính thể của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước vào cái thời điểm đó. Và chưa kể những cái tổ chức chống cộng, những cái lớp mà cha anh của mình khi ở hải ngoại cũng luôn luôn mang những cái điều mặc cảm, mang những cái sự tự ti của những cái người thua cuộc bỏ ra nước ngoài. Cho nên là hấp thụ một cái không khí hết sức là đầy những cái sự tiêu cực như vậy. Cho nên anh em chúng tôi, luật sư Hoàng Duy Hùng và Trương Nguyễn, cũng giống như là các bạn trẻ khác, cũng luôn luôn đi trong cái sự tối tăm và mang cái lòng hận thù, mang cái lòng hận thù giai cấp ở đây nữa. Bởi vì chúng tôi là những người bị thua cuộc đi ra khỏi quê hương đất nước trong một cái bối cảnh chính trị hết sức là khó khăn vào cách đây 30 năm, 40 năm, thậm chí là 46 năm. Do đó cũng không thể nói khác được là cái sự thay đổi nhận thức nó phải qua từng ngày, qua từng thời gian, qua từng thời kỳ. Có nhiều người thì cũng rất là đặt cái niềm tin và mong muốn rằng cái sự trở về của chúng tôi nhẹ nhàng, không ồn ào, không gây cái sự gọi là xáo trộn. Nhưng thực ra mà nói, như quý vị đã biết, Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 chỉ mong muốn chúng tôi trở về làm là sao mà đóng góp được cái khả năng, cái công sức của mình cho quê hương đất nước, như là vị khán giả vừa nói, là cho cái quãng đời còn lại của luật sư Hoàng Duy Hùng. Nhưng thưa quý vị, trên mặt trận truyền thông hiện nay, cuộc chiến đấu về mặt tâm lý, về mặt con người vẫn chưa chấm dứt. Vì thế, trên mặt trận truyền thông, trên mặt trận thông tin, cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục hết sức là dai dẳng, để giúp cho những người ở hải ngoại hiểu được đất nước Việt Nam và chính thể Việt Nam, sự ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam qua chế độ đơn đảng, là cần phải có một cái những người chiến sĩ như luật sư Hoàng Duy Hùng ở trên mặt trận này. Và bản thân tôi ở Việt Nam đang làm cái công việc là đưa những cái giá trị về văn hóa, về du lịch, về kinh tế thông qua những cái clip mà chúng tôi đã đi khắp các vùng miền. Và hơn thế nữa, bản thân tôi đã tự đặt cho mình ra cái công việc là đi tìm lại những giá trị thật sự trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và thời gian xây dựng quê hương đất nước như thế nào, qua từng thời kỳ, qua từng nhân vật lịch sử và qua từng những địa danh mà hiện nay vẫn còn đó. Chúng ta sống ở trong một đất nước hòa bình,
nhưng không quên lịch sử, không quên những cái gì đã đi qua, đầy cái sự hy sinh khó khăn bằng những cái câu chuyện thực tế mà tôi đã tìm đến các nhân chứng sống trong suốt tháng 4 vừa qua. Kính thưa quý vị, nếu mà không có dịch bệnh ngăn cản bước chân đi thì kể cả tháng 5 chúng tôi cũng muốn thực hiện những chương trình này. Và chúng tôi cũng tự nhủ lòng là vào tháng 7, nhân cái dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Việt Nam Today vẫn tiếp tục có một chương trình dài hơi để đi tìm những cái giá trị lịch sử nữa, để cho quý vị khán giả của chúng tôi, đặc biệt là các bạn trẻ ở nước ngoài, hiểu được như thế nào là giá trị của hòa bình thông qua những cái bài học lịch sử từ những con người, những địa danh, những dấu tích lịch sử trước đây vẫn còn để lại. Và có thể nói rằng tôi hy vọng rằng luật sư Hoàng Duy Hùng vào cái thời điểm sau tháng 7, nếu tình hình dịch Covid kiểm soát được, anh có mặt cùng với chúng tôi đi những chuyến đi này để tìm hiểu những giá trị lịch sử đó. Ví dụ như chúng tôi có thể đến những khu vực biên giới, đi một chuyến đi Bắc Nam để anh tận mắt nhìn thấy đất nước của chúng ta, sự khó khăn của Đảng và Nhà nước và của toàn dân để giữ vững cái biên cương, lãnh hải, lãnh thổ của đất nước như thế nào. Anh sẽ có cơ hội để được gặp tất cả những người dân ở trong nước mà đại đa số dang rộng vòng tay để đón nhận anh, và mong mỏi anh trở về với cái sự chân thành, những cái tấm lòng thực sự yêu quê hương đất nước. Anh sẽ được nắm tay, trao đổi trực tiếp với những khán giả của mình trên khắp các vùng miền quê hương tổ quốc. Kính thưa quý vị, tôi rất vui được chia sẻ với lại quý vị khán giả và cũng đồng thời chia sẻ tâm tình với luật sư Hoàng Duy Hùng, những cái điều mà anh trăn trở suy nghĩ, và để có được những cái suy nghĩ chân thành đã đành rồi, nhưng khi viết xuống thành bài viết và được đăng phổ biến rộng rãi cho mọi người là một sự can đảm. Tôi có thể nói rằng một sự khẳng định của luật sư Hoàng Duy Hùng đối với tất cả mọi người. Có một số những người hiện nay ở trong nước cũng vẫn còn có đặt những cái suy nghĩ tiêu cực, hoài nghi. Ở đây tôi không nói đến những cái động cơ cá nhân, không nói đến những cái động cơ câu view, câu like trên các mạng YouTube, như chúng ta cũng đã biết sự lùm xùm đó kéo dài kể từ khi luật sư Hoàng Duy Hùng về Việt Nam và trở về Hoa Kỳ cách đây một năm. Ở đây tôi chỉ xin nói đến những cái sự hoài nghi thật sự của những người chưa đặt niềm tin vào sự trở về. Họ cho rằng chỉ một cái người mà chống cộng nhiều năm như anh Hoàng Duy Hùng, tại sao đến phút cuối cùng trong vòng một năm qua lại thay đổi nhiều như vậy? Thì tôi cũng xin thưa với quý vị khán giả đó là tất cả phải có một cái thời điểm, phải có một cái thời mốc để cho người ta thay đổi. Và để đi đến cái thời điểm, thời mốc đó thì cái quá trình nhận thức thay đổi nó diễn biến như thế nào trong lòng một con người. Như bài viết của luật sư Hoàng Duy Hùng cũng đã tóm tắt cái suy nghĩ của anh, mà tôi không nghĩ rằng khi đúc kết cái bài viết này là một, mà trước đây cũng đã có những cái bài viết tương tự của anh Hoàng Duy Hùng cũng đã nói về cái sự thay đổi của mình. Anh nói lặp đi lặp lại đến độ mà cũng có vị khán giả, thậm chí là cũng có một vị tướng về hưu cũng đã trao đổi điện thoại với tôi. Tôi xin giấu tên. Ông nói rằng những cái điều mà Hùng đã nói thì cũng không cần phải lặp lại nữa, bởi vì ai cũng đã hiểu rồi. Và tôi cũng xin nhân cái dịp này là cảm ơn vị tướng này cũng đã động viên anh Hùng rất nhiều. Tuy nhiên tôi cũng xin thưa như thế này, bởi vì nếu không nói cái điểm xuất phát thì cũng khó có thể nói được cái chặng đường đi qua, cũng giống như là những cái sự mà trăn trở và thậm chí hy sinh từ cái niềm hạnh phúc trong gia đình cho tới cái công việc làm, cho tới những cái mối quan hệ xung quanh. Cho nên để có được cái ngày hôm nay luật sư Hoàng Duy Hùng nhắc lại cái điều đó tôi nghĩ cũng không thừa. Vì sao? Là bởi vì luật sư Hoàng Duy Hùng nhắc đó để chính anh và những người khác thấy đó là một cái tấm gương sự thay đổi nó như thế nào. Tôi rất là tâm đắc cái cuộc gặp gỡ của tôi với lại bác Liêm ở Phan Thiết.
khi bác có những cái lời khuyên luật sư Hoàng Duy Hùng rất xác đáng. Bác xem anh Hoàng Duy Hùng không những là một người thân, một người con cháu trong gia đình, mà còn hơn thế nữa, bác còn xem anh Hùng như là một đồng chí. Cho nên là trong cái bài nói chuyện của bác đã phân tích và bác cũng đã đưa ra những cái phương pháp, những cái biện pháp mà chỉ có những người đồng chí với nhau mới khuyên nhau một cách chân tình như vậy, bằng một cái câu chuyện như vậy. Và anh Hoàng Duy Hùng sau khi mà Việt Nam Today đưa lên cái clip đó thì anh cũng rất tâm đắc. Ngoài ra bác Phan Ban cũng đã góp ý cũng rất chân thành. Do đó là những cái điều gì mà anh Hùng ghi nhận được kể từ khán giả, như là chị Diệu Hiền ở Cần Thơ cũng vậy, cũng rất nhẹ nhàng, rất mềm mỏng, khuyên can anh luật sư Hoàng Duy Hùng cái gì nên cần thì nói, còn nên không thì thôi. Và hàng ngàn 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 những quý vị khán giả khác nữa, riêng bản thân tôi Trường Biển, bởi vì khán giả cũng nghĩ rằng tôi với anh Hùng rất thân thiết, cho nên họ cũng đã trao gửi rất nhiều những comment, tin nhắn để mà tôi gửi cho luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi tin rằng với cái sự quan tâm sâu sát và hết sức là thiện ý như vậy cũng giúp cho luật sư Hoàng Duy Hùng có được một cái năng lượng mới. Tối hôm qua anh em chúng tôi trao đổi với nhau trong một cái niềm vui. Tôi thấy anh Hùng cười rất nhiều, Lê Lê cũng cười rất nhiều, bởi vì cái niềm tin qua bài viết được trao gửi đã khẳng định được cái tấm lòng của anh. Và chúng tôi tin rằng những cái người hiện nay đang dùng mạng xã hội, YouTube với những cái động cơ cá nhân vân vân cũng sẽ nhìn nhận lại vấn đề này. Trong dịp này thì tôi cũng xin thành thật chia sẻ với lại quý vị cái sự hoài nghi, cái sự mà đặt vấn đề đấy. Nhưng tôi cũng mong rằng quý vị hãy vì cái mục đích chung của quyền lợi của đất nước, của dân tộc của chúng ta. Quý vị cũng xin nghĩ rằng anh Hùng cũng chỉ là một trong những cái tiếng nói nhỏ bé, không phải là cái gì là quá lớn lao đặc biệt. Thế thì tại sao Đảng và Nhà nước của chúng ta rất quan tâm đặt cái vị trí của anh Hùng trong cái lãnh vực diễn đàn mạng xã hội là quan trọng? Tại sao các báo như là báo Nhân dân và các thông tin những cái đài chính thống của chúng ta đều luôn mong mỏi cái tiếng nói của luật sư Hoàng Duy Hùng có được một cái chỗ đứng để, như quý vị nói, hiện nay ngoài ra không phải anh Hùng không mà còn rất nhiều những tiếng nói khác, trong đó có nhóm của cô Phùng Tuệ Châu ở tiếng quê hương ở bên Hoa Kỳ. Và chúng tôi thấy rằng tất cả những tiếng nói sẽ tạo nên được một cái làn sóng, một cái niềm tin. Và vừa rồi báo Nhân dân cũng đã lược đăng lại bài viết, bài nói chuyện của anh Minh Giang của Trực Diện TV, cũng có những cái dấu hiệu hết sức là khách quan, trung thực. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là cái bài của bên Trực Diện TV là được báo Nhân dân gỡ ra từ cái bài nói tự nhiên của anh ở trên kênh Trực Diện TV ở Hoa Kỳ. Đây không phải là bài mà anh Minh Giang đã gửi cho báo Nhân dân, xin quý vị tránh cái sự hiểu lầm. Bởi vì báo Nhân dân là tiếng nói của nhân dân, cho nên họ thấy những nội dung, những bài viết nào phù hợp với đường lối chính sách chung của Đảng và Nhà nước trong qua nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, cộng đồng ở Hoa Kỳ, cho nên họ đã lược ghi cái bài viết này. Trở lại với cái tâm tình của luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi xin một lần nữa nhắc lại là cái giá trị của cái con én làm nên một mùa xuân Hoàng Duy Hùng, nó nằm ở chỗ là anh đã tác động và giúp cho không những bản thân anh vượt thoát thoát khỏi cái sự u mê tối tăm, sai lầm trong quá khứ, mà anh còn giúp cho những người ở hiện tại có thêm niềm tin. Những người ở đây là những người trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thưa quý vị, cái tác động nó rất là lớn lao. Bởi vì những người đó họ tin rằng những người quay về quê hương đất nước với cái sự thiện chí như luật sư Hoàng Duy Hùng, mặc dù bị cản trở, bị đánh phá bởi những cái thế lực ở bên hải ngoại đã đành, và đồng thời cái sự hoài nghi ở trong nước cũng vẫn còn tồn tại, không phải là nhiều nhưng cũng có. Nhưng anh đã vượt thoát và anh đã trở về được với cái sự an yên đó, cho nên giúp cho họ có những cái niềm tin.
Ở đây tôi nhớ có một cái thời gian khi tôi sống ở bên Mỹ. Tôi khi làm báo Việt Weekly thì tôi có nhiều cái cơ hội tiếp xúc làm việc, bởi vì phát hành báo cho các ông chủ chợ ở Mỹ. Quý vị có biết là cái tình hình chính trị lúc đó nó biến động và nó ảnh hưởng đến kinh tế nó như thế nào hay không? Bởi vì khi mà bị chụp mũ là có liên hệ làm việc với Cộng sản là đó gần như là một cái án tử trong cái vấn đề làm ăn. Tôi lấy ví dụ hai ông chủ chợ cũng đều nhập hàng từ Việt Nam, cũng đều lấy hàng từ sản xuất từ Việt Nam. Trước đây thì hàng hóa phải đưa qua bên Thái Lan, đóng mộc Thái Lan, mặc dù là nguyên liệu sản phẩm 100% của Việt Nam nhưng mà phải thông qua Thái Lan để mà đóng mộc là made in Thái Lan rồi mới được du nhập vào Mỹ, mới được phát gọi là bán hàng ở Mỹ. Nhưng sau này thì và Thái Lan như vậy là họ hưởng lợi một cách vô lý trong cái việc như vậy. Sau này thì như tôi được biết là những cái hàng Việt Nam được trực tiếp mang từ Việt Nam qua. Vấn đề mà thực phẩm rồi tất cả những cái đồ sản xuất từ Việt Nam thì điều tiêu thụ ở Mỹ bình thường hợp pháp, bởi vì khi đã được kiểm nghiệm kiểm dịch hết thì có thể được tiêu thụ. Nhưng đối với cộng đồng người Việt Nam có một cái điều oái âm nó như thế này, là họ những cái gì mà liên quan tới Việt Nam thì họ sẽ chống đối, và những người chống cộng, những người chống cộng cực đoan, những tổ chức chính trị này họ đã lợi dụng cái chuyện mà cực đoan đó để họ phân hóa những người làm ăn kinh tế trong cộng đồng Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là hai ông chủ chợ, thì một ông chủ chợ cũng chơi cái trò là ma giáo, cho tiền những cái tổ chức chống cộng này, cho tiền những cái người lãnh đạo cực đoan này trong cộng đồng để đi biểu tình chống cái chợ bên kia. Cho nên thi thoảng chúng tôi vẫn nghe là tại sao ông A lại chống ông B, chợ Đồng Hương lại chống với lại chợ Sài Gòn, là như vậy. Là bởi vì họ cố tình triệt hạ cái cơ sở thương mại của nhau bằng cách là dán nhãn là cộng sản. Do đó là những ông chủ chợ cũng rất là lao đao và phải suy nghĩ cái làm thế nào để triệt hạ lẫn nhau về vấn đề kinh tế, nhưng liên quan tới động thái chính trị, cho nên họ đã có những cái chiêu trò hết sức là bẩn, và họ đã cấu kết với những kẻ chống cộng cực đoan để thực hiện những cái việc như vậy. Và những cái ông chủ chợ này lại là cái món mồi ngon dành cho những cái tên mà chống cộng giả hiệu nhưng sử dụng những cái chiêu bài chống cộng để kiếm ăn. Đó là những cái con bò sữa để họ vắt những cái tiềm năng về kinh tế, lợi nhuận về kinh tế đó để họ sử dụng, để họ phục vụ cho cái nhu cầu chính trị của họ. Và những cái cuộc biểu tình trước đây ồn ào đông người là cũng chính là bởi vì cái sự nuôi dưỡng qua nhiều hình thức khác nhau để những cái ông chống cộng cực đoan này có được cái phương tiện tài chính để chống cộng. Vì họ thấy cái chuyện nó làm ra tiền cho nên họ tiếp tục, họ siết, họ bóp và họ bóp nghẹt cái quyền tự do suy nghĩ, tự do chọn lựa, đặc biệt là cái quyền được trở về quê hương đất nước. Những người chống cộng vào khi mà chúng tôi làm báo rất là căng thẳng, và trước đó trong thập niên 80 thì còn cực đoan hơn nữa, bởi vì có những cái tổ chức chống cộng giống như là mặt trận, như là Việt Tân và các đảng phái khác. Do đó là trải qua một cái quá trình như vậy mà luật sư Hoàng Duy Hùng và bản thân tôi đã hiểu cái tác tích, tức là cái kỹ thuật, cái kỹ nghệ kiếm ăn bằng vấn đề chống cộng thông qua những cái hình thức chụp mũ người ta. Điều đó cho thấy là cái nhận thức của luật sư Hoàng Duy Hùng và của tôi đi từ cái nôi cực đoan đó mà ra, cho nên chúng tôi cảm thấy rất thấm thía, rất chia sẻ với luật sư Hoàng Duy Hùng. Khi anh đã đứng hẳn lên bằng đôi chân của mình, anh đã dám treo cờ Tổ quốc với cái tấm chân tình của anh, và chính những cái sự đứng thẳng đã giúp cho những cái người có cùng chung cái tấm lòng với quê hương đất nước đã không còn cái sự sợ hãi, ít nhất họ không dám thể hiện giống như luật sư Hoàng Duy Hùng đang làm, và giống như tôi đã trở về sống an bình ở quê hương đất nước. Nhưng trong lòng họ nghĩ rằng ông Hùng làm được thì tôi cũng có thể, tôi sẽ âm thầm đi theo cái con đường của luật sư Hoàng Duy Hùng. Và thưa quý vị, đó là những cái giá trị mà có thể nói là không thể đo đếm được bằng tiền, bằng những cái của cải vật chất mà luật sư Hoàng Duy Hùng đã mang lại. Cho nên là có nhiều người nói rằng ông đã giúp gì cho quê hương đất nước, ông đã làm được cái gì cho Việt Nam,
với cái tuổi đời của ông như vậy. Nhưng xin thưa, thế hệ bố mẹ của chúng tôi ở hải ngoại hiện nay cũng đã lớn tuổi rồi. Ông bà cũng đã trên 70, trên 80, thậm chí 90. Tôi khi nói chuyện với gia đình thì thường xuyên được nghe những cái tin buồn bởi ông A, ông B ở trong cộng đồng đã mất đi, và họ đã mang xuống dưới tuyền đài cái nỗi sự căm hận, căm thù, uất hận mà không giải tỏa được. Có những người thật sự là mong muốn cho quê hương đất nước Việt Nam được tốt đẹp, nhưng vì những cái thông tin không chính xác, không rõ ràng cho nên họ vẫn còn cái sự nghi ngại. Có nhiều người thế hệ bố mẹ chúng tôi mất đi ở hải ngoại, họ chưa từng về quê hương đất nước bởi vì cái sự e ngại đó, cái sự gọi là thông tin sai sự thật đó trong 46 năm qua nó đã tiêm ngấm vào trong lòng họ. Và rất tiếc những cái cuộc ra đi đó không thấy được quê hương đất nước hiện nay đang có những cái bước biến chuyển tốt đẹp như thế nào. Và còn tiếc hơn nữa, nếu họ có thời gian, họ có đủ cái sự hận thù nặng để mà truyền tải cho thế hệ sau của mình, mà họ vẫn còn gọi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đó, những cái tư tưởng hận thù, thì luật sư Hoàng Duy Hùng như một con én đã làm nên, có thể sẽ làm nên một mùa xuân tốt đẹp hơn. Và có thể cái tiến trình những người hiểu về quê hương đất nước Việt Nam chúng ta càng ngày càng nhiều và càng lan tỏa rộng rãi hơn. Nhưng nếu không có những cái con én đầu xuân và con én chịu chấp nhận cái sự hy sinh để báo hiệu cho một mùa xuân tương lai, thì có thể nói rằng đây là một cái điều mà chúng ta cần có một cái nhận thức đúng đắn. Cho nên tôi hy vọng rằng với tất cả cái sự cảm mến, cảm phục và cái tinh thần bao dung của khán giả, đại đa số khán giả của Việt Nam Today, Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, gia đình và fan Hoàng Duy Hùng, thì xin mở lòng. Và nhân đây cũng một lần nữa tôi xin kêu gọi những tiếng nói khác biệt, những người vẫn còn đặt cái hoài nghi đối với luật sư Hoàng Duy Hùng, nên suy nghĩ và đặt mình ở trong cái vị trí của anh Hùng, cũng giống như của tôi trước đây, để chúng ta có một cái mẫu số chung, một cái điểm chung để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, để chúng ta có thể trao đổi. Tôi và luật sư Hoàng Duy Hùng hôm qua cũng đã bàn đến cái khía cạnh gọi là cái tinh thần phản biện trong cái sự gọi là ôn hòa, trật tự và có thiện chí. Cho đó là tất cả những ý kiến đóng góp, chúng tôi qua rất nhiều những cái comment mà tôi đọc ở trên kênh Việt Nam Today và Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, tôi thấy là đại đa số là đều có thiện chí. Tuy nhiên cũng còn có một số những cái người mà chưa hiểu, thì chúng ta xin nên có những cái phương cách tôi cho là vừa văn hóa vừa văn minh hơn, là chúng ta trao đổi, thậm chí là tranh luận hoặc là gặp gỡ nhau để mà có được những cái sự kết quả tốt đẹp. Luật sư Hoàng Duy Hùng trong hiện nay thì không để cái số điện thoại, bởi vì anh có gặp những cái thành phần ở ngoài nước cũng có những cái sự chống đối với những cái động cơ chính trị hết sức là đê hèn xấu xa, cho nên là anh giữ cái sự an toàn cho mình. Nhưng bản thân tôi về trong nước đi khắp các vùng miền luôn luôn có những cái số điện thoại, thì nếu những cái ý kiến nào mà cho rằng chúng tôi vẫn còn những cái điều cần phải đóng góp, thì xin mời quý vị cứ tiếp tục gọi cho chúng tôi, có những cái cuộc hẹn để chúng ta có thể ngồi mắt nhìn mắt trực tiếp với nhau để trao đổi những cái điều gì mà không đúng, chưa đầy đủ, hoặc là quý vị chưa hiểu về cá nhân Trường Nguyễn. Và luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi tin rằng khi anh về nước trong thời gian tới đây cũng sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với lại quý vị khán giả. Vài lời chia sẻ với lại quý vị khán giả trong buổi sáng hôm nay như vậy. Một buổi sáng ở Hà Nội rất đẹp. Phải nói là ngày 19 tháng 5, nhân dịp sinh nhật 131 năm ngày sinh của Bác Hồ, tôi cũng xin gửi đến cho quý vị khán giả những cái lời tâm tình như vậy. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi, đến ngày 23 tháng 5 là ngày hội của toàn dân, tức là ngày chúng ta sẽ đi bầu cử các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi tin rằng cái quyền công dân của người dân được độc lập, và đất nước của chúng ta sẽ được phát triển cũng sẽ nhờ vào những cái lá phiếu, những cử tri tâm huyết. Và trong đó có Trường Nguyễn cũng đang ở Hà Nội, và hy vọng rằng cái
niềm vui ngày hội lớn của chúng ta sẽ được trọn vẹn hơn khi tiếp nhận những người con ở xa trở về, trong đó có luật sư Hoàng Duy Hùng và nhiều những người khác nữa. Mà như luật sư Hoàng Duy Hùng cũng cho tôi biết là sau khi mà đại dịch Covid được kiểm soát thì rất nhiều những người bạn của anh, những khán giả của anh ở nước ngoài và đặc biệt là có những người trẻ ở nước ngoài cũng sẽ trở về quê hương đất nước để chung tay đóng góp xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả.